quê hương, hai tiếng ấy cất lên thật thiêng liêng trong lòng mỗi con người. Quả đúng như vậy, hình bóng quê hương yêu dấu thanh bình, yên ả đã hằn sâu vào ký ức tuổi thơ của tôi. Càng lớn khôn trưởng thành, tôi càng thấy quê hương mình có nhiều vẻ đẹp. Nhưng có lẽ thích nhất là được ngắm nhìn phong cảnh quê tôi vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời, khi tiếng gà gáy râm ran vang vọng khắp xóm làng như xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai, gọi mọi vật tỉnh giấc sau một đêm dài yên lặng. Làng sương mùa xuân mỏng manh như tấm khăn von khổng lồ bao trùm khắp không gian. Gió vẫn nhẹ nhẹ thổi, những ngôi sao trên bầu trời thức dậy muộn, hối hả chạy trốn. Từ trong các bếp ánh lửa bập bùng, ngọn khói lan xa. Đầu đó tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng vo rạo sàn sạc, tiếng son nồi va vào nhau loảng xoảng vọng ra từ các gia đình. Tiếng gọi nhau đi học, đi làm ý ới. Quê hương thật là thân quen và giản dị. Quê hương đã lưu giữ bao kỷ niệm êm đềm ngày thơ ấu. Dù có đi đâu xa, tôi cũng chẳng thể nào quên được vẻ đẹp của quê hương vào những buổi sáng mùa xuân đẹp trời, bởi đó là những gì thiêng liêng thơ mộng nhất của tuổi thơ tôi. Điểm đầu tiên mà tôi về Việt Nam ghé thăm đó là quê hương miền sông nước ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên. Cuộc đời tôi gắn liền với con sông, với bến nước, với con đò, và tôi tìm về nó như là tìm những ký ức của những ngày xa xưa. Đó là gì? Đó là quê hương. Nơi đây tôi còn cha mẹ già rất là chân chất và rất là nông dân, máy chanh nghèo đơn sơ và mộc mạc, cùng với những em thơ còn nhỏ dại. Và đây là con sông quê, hai bên những gặng dừa nước che phủ kín cả những ánh nắng ban mai, và những người hàng xóm đi đặt lờ đặt lợp vẫy tay chào nhau. Nơi đây cũng còn là khách, nơi khách du lịch tìm đến. Chúng tôi thường hay dở trà vào những ngày lễ giỗ hay Tết, kéo cá đìa để chuẩn bị cho cái ngày giỗ của ông bà đó mà. Ở quê thì người ta rất là coi trọng cái ngày giỗ. Những ngày này thì bà con cháu, anh em, bạn bè cùng thăm và tảo mộ, sơn phết ở ngôi mộ của ông bà tổ tiên. Sau đó thì cúng kiến những thức ăn để dâng lên ông bà, rồi con cháu tập hợp lại với nhau, cùng người thì làm món này, người làm món kia. Nói chung thì cái tấm lòng là cái quan trọng. Đôi khi hàng xóm cũng tập hợp lại với nhau, đỡ đần giúp nhau để cùng làm cho cái đám giỗ nó cũng được sum tụ hơn. Bởi vì đó là tình làng nghĩa xóm mà. Đó là văn hóa của người Việt Nam chúng ta là như thế. Thức ăn được bày lên tươm tất. Sau đó thì mọi người quây quần với nhau để cùng thưởng thức và cùng ăn uống để ôn lại những cái kỷ niệm xa xưa của ông bà. Với cảnh rất là nhà quê, đúng không các bạn? Và đám trẻ tụi tôi thì thích leo trèo. Bởi vì ở thành thị về quê thì mê lắm. Hái dừa, hái trái cây. Rồi sau đó thì chúng tôi thưởng thức nó. Nó giống như một cái gì đó, một món quà quê rất là thi vị. Mà dù có bỏ tiền mua Sài Gòn cũng không thấy nó ngon bằng là hái tận nơi rồi thưởng thức. Rồi lắc cái võng nằm dưới những ngày trưa hè. Đây là cái cảnh mà đồng quê có trâu, con đê làng. Ôi sao mà nó mộc mạc đơn sơ quá. Những lúc chiều về đó thì người ta dắt trâu dắt bò về chuồng để coi một ngày nó bình thường như vậy thôi. Quê tôi thì bây giờ có cây cầu rồi, cầu Cần Thơ bắc qua, không còn cái cảnh mà đi phà, cho nên giao thông bây giờ cũng rất là thuận lợi cho cái việc mà đi đó đi đây. Và xe cộ bây giờ cũng thoải mái hơn xưa rất là nhiều, không cần phải chen lấn.
Nơi đây tôi còn có những người bạn bè, anh em, và đó là những người bạn rất là chí cốt. Quê hương tôi thì có nhiều cái còn cực khổ lắm, người dân những còn vất vả lắm, mưu sinh bằng những cái nghề lao động chân tay thôi, nhưng nó vẫn có gì đó rất là mộc mạc và chân quê. Nơi đây còn có những cái câu hò, câu hát và những câu giọng cổ mà dù cho đi đến nơi nào đi nữa đó thì nó cũng khiến cho mình phải rơm rớm nước mắt, và trái tim mình gần như nó xe chặt lại mỗi lần khi nghe câu giọng cổ của quê hương. Sáu câu giọng cổ nó làm nhung nhớ và thôi thúc phải trở về thăm quê hương, không thăm một lần không chịu được đâu. Ngày trở về quê hương, mỗi biết bao nhiêu là đổi thay. Đôi thương anh vợ sống tìm ở phía đẹp biên, lòng chàng giao bận phương khi đến nơi đây. Em gửi chén đi. Đây, về tới nhà cậu hai rồi nè, hai miền Tây. Hai, vui quá, vui quá. Đó. Nhau xuống đứng đây dậy hơn không? Nhưng mà cái trái uống được chưa? Được, ngoài này uống được rồi. Thế là hái được trái không? Uống xong rồi. Ủa? Được à? Vẫn tới đâu? Uống luôn. Uống luôn là 5 phút hả? Có đứa đây chụp, đó giống như chân hứng dừa. Ủa được khai trải à, trải rồi. Không, ghế kia để dành, để nữa bà làm, bà làm đi. Tôi. Rồi rồi, xuống đi, xuống. Mày. Ôi trời ơi, dữ quá, dân thứ dữ rồi. Trời ơi, chiến lợi phẩm của tụi nó nè. Trời ơi. Thầy. Không, vừa này quậy thoải mái không? Đây. Coi. Đâu. Trời ơi, dữ không? Đây bông sầu riêng đây. Mừng xuống, mừng mầm xuống luôn. Tao mới nói chuyện trở lại. Ôi thấy mê thiệt nha. Mít thì mít cao sản không cậu Tư? Thiệt không? Thiệt. Sao nghe cái mùi quá trời nặng vậy? Mùi gì, nước mắm hả? Không có, còn mùi chua. Thiệt. Ăn đi. Cái này no. Uống nước dừa mà ăn xoài tượng luôn á, chết. Là ngay luôn á, không có. Không có đi vợ. Dạ. Đi vợ cháu em. Dạ. Thôi về đi, xe dọn. Con thương mở con về. Ừ, con về mới Tư ơi. Rồi nè, thôi. Xe ngược.